Con người đã tồn tại được 7 triệu năm lịch sử, không đủ lâu so với trái đất, nhưng đủ dài để hủy hoại hành tinh xanh bằng những biện pháp như hủy hoại môi trường, làm tuyệt chủng nhiều loài, chiến tranh triền miên. Con người cứ thế mà gây ra những tai hại mà không hề biết rằng cứ 1.000 năm một lần, các vị thần từ khắp các cõi sẽ hội họp tại hội đồng Valhalla dưới sự chủ trì của thần Zeus tối cao để biểu quyết xem con người có còn xứng đáng để tồn tại hay không. Trong buổi họp bàn lần này, các chư thần đều đồng lòng nhất trí sẽ không dành thêm cơ hội nào cho loài người nữa. Họ đã quá chán ngấy với việc phải dẫn đường chỉ lối cho lũ nhân loại ngu muội. Loài người cứ như những con sâu đang đục khoét cái thế giới này vậy. Nhận thấy các đấng thần linh đều đã có quyết định của mình, thần Zeus liền đập búa thông qua việc xóa sổ loài người. Nhưng trước khi phát búa phán quyết được giáng xuống, thì Brunhilde, một trong thập tam tỷ muội Valkyrie, đến hô to và rõ ràng xin các đấng khoan hãy đưa ra quyết định. Cô muốn cứu lấy loài người, bất chấp việc con người đúng là một loài độc đoán, chuyên chế, nhưng họ cũng là những sinh linh xứng đáng có thêm cơ hội. Để chống đối quyết định của các vị thần thì cái mồm thôi là chưa đủ. Brunhilde liền lôi một tục lệ cổ ra. Cô muốn kêu gọi một cuộc chiến Ragnarok, một giải đấu một chọi một giữa 13 vị thần và 13 đại diện của nhân loại. Phe nào có 7 trận thắng trước thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Thần thắng thì loài người diệt vong, còn nếu con người thắng thì họ được sống thêm 1.000 năm nữa. Đề nghị của Brunhilde chẳng khác gì trò đùa với những vị thần, vì nhân loại thì bói đâu ra cơ hội chiến thắng với các đấng sáng thế. Đứng trước những vị thần kiêu ngạo và tự cao, Brunhilde bèn chơi trò khích tướng, cho rằng các vị thần đang sợ hãi trước thế lực của nhân loại. Đấy rõ ràng là cái bẫy mà vị thần nào cũng thấy, nhưng không ai trong số họ tránh được. Các vị thần đã căng, Zeus bèn thay mặt đại hội đồng nhất trí với đề xuất của cô ả Valkyrie mỏ hỗn kia, và cho phép cô tìm ra 13 đại diện ưu tú của nhân loại tham gia trận chiến lần này. Đó chính là cách mà cuộc chiến giữa người và thần bắt đầu. Đấu trường Valhalla sẽ là nơi những trận thư hùng giữa người và thần diễn ra, dưới sự chứng kiến của đông đảo khán giả từ cả hai phe. Trọng tài kiêm MC cho cuộc đấu là Heimdall. Để bắt đầu cho trận chiến đầu tiên, vị thần cầm kèn thông báo điều luật của giải đấu. Cơ bản thì là khi một trong hai bỏ mạng thì trận đấu sẽ kết thúc. Và đây là cặp đấu đầu tiên. Đề pa cho phe thần linh là vị thần dũng mãnh bậc nhất trong toàn cõi, chiến thần sấm sét mạnh nhất, từng một mình hạ gục 66 người khổng lồ đến từ Jotunheim khi mà chúng tấn công vào Asgard. Đại diện cho các vị thần Bắc Âu, thần Thor. Bên phía nhân loại là chiến tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, từng cân ba anh em nhà Liêu Quang Trường, người bị sử sách bôi bác là đã hèn nhát, cầu xin Tào Tháo để được tha mạng để rồi nhận lại cái kết đắng. Nhưng thực chất là ông ta đã cố tình để bị tóm, bởi ông quá mạnh. Đứng trên top server quá lâu sinh nhàm chán nên muốn đổi server sang tìm đối cân kèo hơn. Đó chính là Lữ Phụng Tiên, hay với cái tên phổ biến hơn là Lữ Bố. Heimdall, người trông coi Khải Huyền, gom hết hơi trong phổi để thổi vào cây kèn Jarlahorn, thông báo Ragnarok chính thức bắt đầu. Trận chiến giữa hai chiến thần hùng mạnh tưởng chừng như sẽ điên cuồng lắm, nhưng thực tế là cả Thor lẫn Lữ Bố đều để lỏng vũ khí mà nhìn nhau đắm đuối. Ở cái tư thế mà mời đối thủ vào trước đi. Được một lúc, cả hai mới bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía nhau. Bình sinh cả Thor và Lữ Bố đều ưa lối đánh one turn kill, nhất kích tất sát, nên sau khi quan sát kỹ đối thủ, họ đều quyết định tiến về phía nhau mà giải quyết một cách nhanh gọn lẹ. Người ra chiêu trước là Lữ Bố, với một cú bổ từ trên xuống bằng cây phương thiên hỏa kích của mình. Còn Thor thì mang cây hàng khủng Mjolnir ra tiếp chiêu. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thần sấm bị đẩy lùi ra xa một đoạn, không để đối thủ có thời gian trở tay thay quần áo. Lữ Bố lao về phía Thor bồi thêm vài đòn nữa, nhưng thần sấm thẳng thắn đáp trả bằng một đòn khẳng định sức mạnh của mình. Thế trận 1-9-1. Thật khó để khẳng định bên nào mạnh hơn. Trên khán đài, chư thần hoang mang, con người phấn khích tột độ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai đấu sĩ là ở chỗ Thor là đấu sĩ không chỉ có hệ cơ mà còn có hệ phép. Sau khi búp xét cho Mjolnir, Thor ngả người ra sau lấy đà, sẵn sàng vung cây búa siêu to khổng lồ của mình về phía Lữ Bố. Chứng kiến uy lực khủng khiếp ấy, các vị thần đều nhận định game này easy. Trận này coi như kết thúc nha. Next, nhanh sang trận 2 đi thôi. Nhưng khoan, có gì đó lạ lắm. Lữ Bố không chỉ đỡ được đòn mà còn đáp trả Thor bằng một nhát chém sâu hoắm. Phe người kinh ngạc 1 thì phe thần kinh ngạc 10, vì các vị thần rất rõ sức mạnh của Thor. Làm sao một gã người phàm lại có thể làm tổn thương thần sấm được? Đến đây thì họ mới vỡ ra. Vũ khí mà Lữ Bố đang sử dụng chính là một thần khí. Thần khí là gì? Là một phần âm mưu của Brunhilde nhằm cân bằng game. Trước đó cô đã cho triệu tập tất cả các chị em Valkyrie với yêu cầu tất cả họ sẽ phải dung hợp vũ khí của các chiến binh để tạo nên thần khí, để con người sở hữu công cụ có thể chạm tới các vị thần. Thor sau khi dính đòn đầu tiên thì cũng thôi kiêu ngạo mà mở miệng ra thừa nhận năng lực của Lữ Bố và thể hiện sự tiếc nuối vì họ đã không sinh cùng thời cùng nơi. Cả hai bên tiếp tục lao vào nhau với tất cả sức mạnh và tinh thần mà mình đang có. Trận chiến đang đến hồi gay cấn thì bỗng nhiên cây kích của Lữ Bố bỗng phát quang cực mạnh, và đó là điềm báo công năng đặc biệt của nó được kích hoạt. Lữ Bố giành lấy thế thượng phong trước thần sấm bằng cách liên tục ra đòn, từng bước phong tỏa cây búa và buộc Thor phải lấy tay mình ra để chống đỡ. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, găng tay của ngài bỗng chốc vỡ nát. Tất cả đều theo đúng tính toán trước đó. Cây phương thiên họa kích được búp thêm năng lực phá giáp bởi năng lực của Valkyrie Rangris. Lữ Bố và Rangris vốn đã nhắm vào găng tay của Thor. Họ tin rằng phế được nó cũng chính là phế được búa Mjolnir quyền năng.
Theo truyền thuyết Bắc Âu chép lại, sức mạnh của Mjolnir quá to lớn đến nỗi nó sẽ tước đi sinh mạng của người sử dụng nó. Vậy nên Thor cần chiếc găng để bảo vệ tay. Giờ đã phá vỡ chiếc găng tay và Thor không còn sử dụng được con hàng của mình nữa. Lữ Bố liên tục lao vào hòng xin vị thần Bắc Âu vài tô huyết. Nhưng có thật là vị thần đã rơi vào thế yếu hay không? Khuôn mặt của Thor chẳng hề biến sắc. Còn Mjolnir bắt đầu tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ. Thân thể nó tiếp tục nứt toác ra, đi kèm với những tiếng đập ma quái, báo hiệu món thần khí mạnh nhất đã thức tỉnh. Hóa ra truyền thuyết về chiếc găng tay là một trò bịp. Theo lời của Zeus, thì trên thực tế Mjolnir mới chính là thứ được găng tay bảo vệ khỏi sức mạnh hủy diệt của Thor. Bây giờ trận chiến mới thực sự đến hồi gay cấn. Trước khi tung đòn về phía Lữ Bố, Thor chỉ yêu cầu đối thủ một điều thôi. Đó là ngay lập tức lên gian Shopee của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall. Nay đã có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ 199k cho một chiếc quần Âu dáng crop, trẻ trung năng động nhưng vẫn tinh tế, không nhăn không chỉ thừa, luôn sẵn sàng cho bạn xỏ vào và phi ra đường, đủ dày để chống nắng và đủ mát để không toát mồ hôi mông. Với chiếc quần Âu như này, việc mặc chưa bao giờ là dễ dàng đến thế, lại còn đang sale xuống 199k. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Đó là dẫu có ra sao thì đừng có mà chết. Nói rồi, vị thần vận hết quyền năng của mình lẫn cây búa để thi triển một cú quăng búa nghiêm túc với toàn bộ sức mạnh, đòn đánh chứ danh của Thor. Trong khoảnh khắc cây búa chuẩn bị va chạm vào mình, Lữ Bố đã kịp phản xạ cúi thấp người để né, rồi lập tức lao tới tấn công đối thủ nhân lúc vị thần đang không có hàng để chống đỡ. Nhưng vừa vung cây kích thì Mjolnir đã kịp trở lại. Lữ Bố lại né một lần nữa trong khi vẫn lao về phía Thor. Đòn của Thor vốn mạnh nhất không phải ở đoạn ném búa, mà lại ở đoạn chụp búa để tận dụng lực đẩy mà giáng một đòn tất sát. Lữ Bố nhạy bén hơn người, vội thu về thế thủ để phòng. Cú va chạm tạo nên một làn sóng xung kích mạnh mẽ, cát bay đầy trời. Khi cát bụi lắng xuống, mọi người mới thấy rõ Lữ Bố vẫn lửng lững đứng đó, khiến cho khán giả không thể ngừng hò reo cổ vũ. Tuy nhiên, thoạt nhìn thì Lữ Bố không sao, nhưng đôi chân của ông có dấu hiệu run lên cầm cập. Cặp xương chân được coi như là vững như bàn thạch của Lữ Bố đã gãy nát, kèm theo một cơn đau thấu trời xanh khiến cho chiến thần của nhân loại đổ gục. Với tình trạng này, Lữ Phụng Tiên khó mà di chuyển được, nói chi đến lật kèo. Nhưng nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố, con ngựa trung Thành thấy chủ gục ngã thì phi đến bên Lữ Bố, sẵn sàng xuất trận cùng chủ. Khán giả thấy cảnh đấy thì hò reo òm tỏi. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Lữ Bố cũng đứng dậy, gầm lên một tiếng vang trời, trở lại cuộc chiến. Nhìn thì Lữ Bố có vẻ như đang vi phạm luật 1vs1, nhưng Zeus cho phép vì ông cho rằng Xích Thố thì khác gì một phần cơ thể của Lữ Bố đâu. Sau khi người ngựa đã sẵn sàng, Lữ Bố liền thúc ngựa chạy vòng quanh Thor để chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ phá thiên. Chiêu thức mà ông đã dày công tu luyện đến level xẻ ngang bầu trời, quả là một phàm nhân thú vị Thor công nhận. Ngay cả cây búa của ngài còn cảm nhận được điều đó. Và để thể hiện sự tôn trọng, chiến thần Bắc Âu sẽ đáp lễ bằng một đòn tấn công mạnh nhất của mình. Khi phá thiên của Lữ Bố gặp lôi chỉ thức tỉnh của Thor, cú va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích cực mạnh cùng ánh sáng chói lòa. Sau khoảnh khắc ấy, cây phương thiên ngoại kích thì bay đi, trở lại thành Rangrit. Còn cặp tay của Lữ Bố cái thì nát bấy, cái thì chẳng còn mà nát. Thấy cái chi vô dụng của mình, chiến tướng Tam Quốc không ngần ngại dùng bộ nhá giật phăng nó ra cho đỡ vướng. Ông ngắm nhìn trời xanh lần cuối, rồi thúc ngựa tiến đến nhận đòn kết của Thor. Cả đời ông bất bại, cuối cùng cũng tìm ra đối thủ tuyệt vời. Thor cũng ra chiêu để tạm biệt người huynh đệ mà ông đã luôn khao khát tìm kiếm. Cuộc chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Thor sau 16 phút 28 giây giao đấu. Dù giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng nhìn Thor có vẻ ủ rũ chẳng mấy vui vẻ. Sau đó Trần Cung cùng đội quân của Lữ Bố đã xông vào đấu trường, tất cả nhất tề lao đến Thor. Vì chủ đâu tới đấy, vị thần Bắc Âu cũng cho họ tọa nguyện, ngoài vung một nhát búa giáng xuống, gửi họ theo Lữ Bố. Đại chiến Ragnarok không phải là cuộc chiến bình thường, nó là một cuộc chiến của các linh hồn. Nên một khi đã thất trận thì cái kết sẽ là tan biến vĩnh viễn, bất kể đó có là thần hay con người hay Valkyrie. Thất bại trận đầu, mất đi một chiến tướng và một người chị em, nhưng Brunhilde không được phép buồn quá lâu. Nhiệm vụ của cô bây giờ là phải tìm ra đại diện tiếp theo để giành lại bàn thua vừa rồi. Và nhân tố được lựa chọn chính là người sở hữu sức mạnh đến từ lòng thù hận với thần linh, căn cước nhân dân số 01. Một nhân loại đặc biệt đến nỗi các loài thú cũng phải xuất hiện để phụ họa cho màn chào sân. Nhân vật mà theo lời giới thiệu của Hamdo, ông ta là kẻ được thần linh sinh ra và ban phước, và bây giờ sẽ lên vũ đài để đối đầu với đấng sáng tạo của mình. Đó chính là thủy tổ của nhân loại, Adam. Trong truyền thuyết, Adam là sinh vật do Chúa Trời tạo ra, được phép sống trên vườn địa đàng, hưởng thụ cuộc sống như các vị thần, được ăn bất cứ thứ gì mà ông thích, chỉ trừ trái cấm. Nhưng Adam đã làm trái luật nên ông cùng vợ là Eva đã bị đẩy xuống trần gian, để rồi trở thành những nhân loại đầu tiên. Tuy nhiên đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tất cả bắt đầu từ khi Eva cự tuyệt gã thần rắn, khiến hắn đem lòng căm ghét, rồi vu oan cho Eva trộm trái cấm. Và phiên tòa phán xét Eva được chủ trì bởi thần linh. Thần linh tin thần linh chứ không tin loài người, nên phạt Eva trục xuất khỏi thiên đàng. Đúng lúc ấy, Adam bước vào mang theo hai rổ trái cấm ú hụ. Mỗi quả ông chỉ cho một gặm rồi nhổ toét đi. Trước sự bàng hoàng của các vị thần có mặt, làm xong hai giỏ trái cấm, Adam tiến tới đưa Eva đi. Thần rắn nổi cơn điên, định nhào vào kiếm chuối thì bị Adam cho một chiêu. Rồi Adam thản nhiên dẫn vợ xuống trần gian, quyết xây dựng một thiên đường mới. Nếu Adam được coi là thủy tổ của nhân loại thì đối thủ của ông cũng phải là một vị thần có địa vị tương xứng, được mệnh danh là cha đẻ của các vị thần, bố giả của vũ trụ. Và ngài chính là Zeus,
Chuyện kể rằng ở cái thời xưa xửa xưa xưa, xưa lắm rồi, tại một nơi nào đó trong vũ trụ, một trận chiến xác định đấng toàn năng vĩ đại nhất, Zeus lúc ấy đương tuổi xuân sắc xuân thì, đã đánh bại cha của mình, Titan Cronus, vị thần được mệnh danh là kẻ quyền năng nhất vũ trụ, để chính thức lên ngôi trở thành kẻ thống trị toàn cõi. Đây thực sự là một kèo khó cho nhân loại. Nó vượt xa khỏi những suy tính ban đầu của Brunhilder. Đáng ra kẻ sẽ so găng với Adam là thần Shiva, nhưng trước sức ép của Zeus, vị thần Ấn Độ đành nhường lại slot của mình để ông ta xuất chiến trước. Zeus vừa vào sân đã nhảy múa. Đó là cách ông ta khởi động để vào chế độ khổng lồ, sẵn sàng tham chiến. Còn bên Adam, lúc này Valkyrie sẽ hợp tác với ông cũng xuất hiện. Đó là Regin Leaf, người thứ 7 trong hội chị em, để phù hợp với lối đánh cận chiến mà Adam sử dụng. Regin Leaf biến thành một chiếc tay gấu. Hai bên đã chuẩn bị xong. Trận chiến thứ hai của Ragnarok chính thức được bắt đầu để mở màn cho màn combat. Sau vài cú dậm chân lấy đà, Zeus lao đến hỏng tặng Adam một cú đấm trực tiếp. Tuy nhiên Adam đã kịp né đòn. Tất cả những hành động đó chỉ vỏn vẹn trong 0,01 giây, tương đương với tốc độ ánh sáng. Thấy như thế vẫn là chưa đủ đô. Zeus tái hiện lại động tác cũ, rồi tung đòn với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn, nhưng vẫn kết quả cũ. Adam vẫn né được hết. Tốc độ ra đòn của Zeus ngày một nhanh hơn. Ngay cả khi bố già vũ trụ tung tuyệt chiêu Hoàng Hôn Lưu Tinh Quyền, hay đổi hướng tấn công sang môn cước với đòn diều chiến, thì Adam vẫn né gọn gàng và chuẩn bị phản công. Anh tung ra một liên hoàn đấm với tốc độ nhanh theo cấp số nhân và kết thúc combo bằng một cước, khiến Zeus cảm thấy khá đau. Vì tất cả những chiêu thức đó đều chính là những chiêu mà Zeus vừa sử dụng, chỉ khác cái là uy lực hơn. Tuy nhiên với gã thần biến thái như ông ta, thì đó chính là cảm giác phê pha nhất. Để lý giải cho những gì Adam vừa thực hiện thì vô cùng đơn giản. Bởi lẽ ông vốn là tạo vật của thần, một bản perfect copy trực tiếp từ những đấng toàn năng. Vậy nên mọi chiêu thức đòn đánh đều có thể bị Adam sao chép một cách hoàn hảo. Thứ sức mạnh giúp nhân loại đầu tiên có thể làm được điều đó chính là Sharingan. Để giành lại thế trận, Zeus lại tiếp tục nhảy điệu quen thuộc. Lần này thay vì ra đòn vũ bão như trước, ngài di chuyển liên tục xung quanh Adam để có thể tung ra một cú đá tất sát. Nhưng với cặp mắt của mình, Adam đã nhìn thấu nó và né đòn thành công, đồng thời ngay lập tức tái hiện nó để tấn công lại lên thân thể của cố chủ, khiến Zeus văng sát vách võ đài. Trước sự áp đảo đáng kinh ngạc của thủy tổ loài người, nhân loại không thể không hào hứng. Còn bố già của vũ trụ cũng nhận ra mình đang phải chạm trán với một đối thủ cứng cựa, một bản sao của chính mình. Zeus không thể nào đánh hời hợt nửa vời được. Ngài dồn cứ đi thít cơ mông, tự nâng cấp bản thân lên phiên bản mới, định sử dụng cú đấm mà Cronos năm xưa từng sử dụng để gây sát thương cho Zeus. Khi đã dùng chiêu đó thì thời gian cũng bị ngưng đọng, mọi định luật đều bị bẻ cong và Adam sẽ lĩnh đủ, hoặc ít nhất đó là những gì người ta tưởng. Zeus lại chính là kẻ trúng đòn. Đầu ngài quay gần nửa vòng rồi ngài gục xuống. Adam lại vừa dùng Sharingan để phản công. Đòn của ông thậm chí còn tới trước, nhưng trước khi Hemdo kịp tuyên bố người thắng cuộc của trận đấu thứ hai thì Zeus đã tỉnh, đưa cổ mình về chỗ cũ và tiếp tục bem với Adam. Thấy chủ tịch comeback thì phe thần cũng hò reo, nhưng thực sự thì tình hình lại không ổn. Qua chiến đấu, Zeus nhận ra dù chiến rất hăng và cũng từng bị các vị thần chà đạp, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của Adam không hề có sự căm hờn nào cả. Nếu Zeus đã có tâm thắc mắc thì Adam cũng không ngại trả lời. Ông chẳng có vấn đề gì với thần linh cả. Đơn giản lý do chiến đấu của Adam là bởi ông là một người cha, mà đã là cha thì sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Câu trả lời cực kỳ thuyết phục, đi thẳng vào lòng Eva, Cain và Abel và tất cả nhân loại, những người hậu duệ của Adam. Trở lại với cuộc chiến, Zeus bây giờ mới vận hết công lực của mình để đẩy mạnh cơ thể đến độ quắn quéo lại. Và sau khi trải qua cơn đau đớn tột cùng, ngài đã trở lại với hình dáng đáng sợ nhất, mang tên Adamus, thứ mà theo thần Loki chia sẻ là đã cả 100 triệu năm rồi Zeus mới lại dùng đến. Nhận ra áp lực đã thay đổi, Adam tắt bớt sự ung dung và vào tư thế phòng thủ. Theo nhận định của thần Hermes, thời gian tối đa để Zeus duy trì được trạng thái này là trong tầm 12 phút. Căng lắm thì nhích thêm được 1 phút nữa. Nhưng đang bầm dập lại mở lên thế này thì chắc được 5 phút là kịch. Sức mạnh càng to, rủi ro càng lớn. Từng thớ cơ của Zeus bị nén chặt vào bên trong. Đổi lại cả về tốc độ lẫn uy lực đánh đều được tăng lên gấp ngàn lần. Adam lại được sử dụng Sharingan, đưa nắm đấm của mình va chạm vào đối phương trước khi chính mình bị tổn thương. Công thức Zeus ra đòn, Adam né rồi lại phản đòn, cứ thế lặp đi lặp lại. Với tình hình này thì phần thắng là của Adam. Tuy nhiên cái gì dùng nhiều cũng đều có nguy cơ quá tải, và Sharingan cũng không hề ngoại lệ. Zeus liều mạng dùng trạng thái này và bất chấp ăn đòn nãy giờ, chính là để buộc Adam phải dùng skill của mình liên tục. Đây chính là một canh bạc, kẻ nào kiệt sức trước sẽ bỏ mạng. Những chiêu thức cứ thế liên tục được tung ra, không ai nhường ai. Trận chiến đẹp mắt đến kinh ngạc, khiến cho cả người lẫn thần đều đứng dậy mà theo dõi. Những nắm đấm cứ thế va chạm vào nhau trong tiếng hô hào lẫn lo lắng của khán giả. Và rồi khoảnh khắc quyết định tới, ngay khi tung một cú đòn thẳng mặt của Zeus, một giọt máu đã rơi vào mắt Adam, khiến con người vốn đã chạm đến giới hạn của ông, khiến ông trở nên mù lòa. Thế trận bây giờ nghiêng hẳn về phía Zeus, ngài liên tục tung đòn, còn Adam thì chỉ cố hết sức để chống chịu. Lúc này loài người mới gào lên, mong đấng toàn năng hãy dừng tay lại. Trong khoảnh khắc, Adam nhớ lại tiếng khóc của những đứa con của ông, và bản năng người cha của ông đã trỗi dậy. Dù chúng một đòn cực mạnh nhưng ông túm được tóc của thần sấm sét và dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để đánh trả. Cả hai trao đổi chiêu thức một lần chót, tưởng như cơn mưa nắm đấm sẽ không có điểm kết thì thần Zeus bỗng gục ngã và trở lại trạng thái ban đầu. Loài người đã thắng ư? Cha của nhân loại đã đánh thắng cha già của thần linh. Dù nụ cười đã nở trên môi của Adam,
Nhưng ông đã chết đứng từ khi nào rồi? Dù đã bỏ mạng nhưng cơ thể ông vẫn còn ra đòn. Một cảnh tượng oai hùng của loài người mà chắc chắn sẽ khắc sâu vào trong ký ức của nhân loại cũng như các chư thần ở đây. Cuộc chiến thứ hai kết thúc, chiến thắng thuộc về thần Zeus. Tỷ số hiện tại là 2-0 nghiêng về phía các vị thần. Vừa mở bát đã thua liên tục 2 trận, đã thế còn mất đi át chủ bài là Adam, khiến Brunhilde phải stress eating. Đã thế, đối thủ của trận tiếp theo sẽ là thần biển cả Poseidon, anh trai của Zeus. Nếu không muốn thua trận này, Brunhilde buộc phải chọn đấu sĩ thật khéo. Nàng Valkyrie còn đang đau đầu thì một đấu sĩ đã xuất hiện, tự đề cử bản thân cho trận đấu tới. Đó chính là Sasaki Kojiro, kẻ thất bại vĩ đại nhất trong thế giới kiếm sĩ Nhật Bản. Kỳ lạ là những đấu sĩ khác đều được chọn ở tuổi sung sức nhất lúc sinh thời, còn riêng Sasaki Kojiro thì lại được chọn ở tuổi gần đất xa trời. Nguyên do chính là vì kiếm thuật của ông tịnh tiến theo thời gian. Tuy nhiên đã 400 năm kể từ ngày tạ thế, nhưng linh hồn của ông chưa một ngày ngơi nghỉ luyện tập. Vậy nên có thể nói đây mới là trạng thái đỉnh cao của Sasaki Kojiro. Ở trận đấu thứ 3 này, đấu trường đã được thay đổi với một sàn chiến ngập trong biển nước. Đại diện phe thần xuất hiện khiến nước cuộn theo dòng chảy về phía ngài, rồi tách ra thành một con đường đến thẳng với đấu trường. Nếu Zeus là bố già của vũ trụ, thì ngài là bậc quân vương của đại dương, bạo chúa của biển cả. Ngay cả những vị thần cũng không dám chọc giận. Vị thần đứng thứ 2 trong bộ tam thần của đỉnh Olympus quyền lực, Poseidon. Truyền thuyết kể lại rằng, chúa tể của biển cả từng đưa số lượng thần cai trị lên đỉnh Olympus từ 13 xuống còn 12. Và vị thần thiếu may mắn đó chính là anh trai của cả Zeus và Poseidon, Adamus. Khi đó Adamus do không chấp nhận đứng dưới em trai út Zeus của mình nên đã kéo quân đi làm phản. Hắn đã cố lôi kéo Poseidon ủng hộ mình, tuy nhiên thần biển lại tỏ ra khinh bỉ hắn. Vì một đấng toàn năng tìm kiếm sự công nhận mà lại không dám đối đầu trực diện. Khi Adamus nổi điên tấn công Poseidon, hắn thất bại toàn tập và bị giết chết. Còn về phe nhân loại, đại diện của họ xuất hiện trên con thuyền độc mộc, được mệnh danh là kẻ thất bại vĩ đại nhất lịch sử. Người dù đã về miền cực nạc nhưng vẫn luôn rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Tên của kẻ đó chính là Sasaki Kojiro. Tuy nhiên mọi người lại khá là quan ngại, bởi lẽ ông không chỉ vang danh là một kẻ thất bại mà lại còn mang giao diện của một ông cụ cao tuổi thế kia, chắc là không giòn đâu. Tuy nhiên dưới con mắt nhìn của các bậc cao thủ thì lại khác. Musashi, kiếm sĩ vĩ đại của phái song kiếm, chính là người đã hạ gục và kết liễu Kojiro, mới là người hiểu rõ nhất sức mạnh của gã kiếm sĩ kia. Ông tuyên bố Kojiro mới là kiếm sĩ vô song nhất trong thiên hạ. Thời còn sống, Kojiro chưa bao giờ được đánh giá là kẻ có thiên phú về kiếm đạo cả. Dù vậy ông lại sở hữu khả năng quan sát đối thủ cùng với việc học hỏi từ tự nhiên. Nhờ đó mà ông đã tự nghiền ngẫm ra cách để chiến đấu theo phong cách hoang dã. Điểm đặc biệt nhất của Kojiro đó là ông luôn chủ động đối đầu với đối thủ trước và nhận thất bại. Và thông qua quá trình thực chiến, ông quan sát từng đường kiếm, từng nước đi của những bậc cao thủ hàng đầu, rồi dựa vào đó để tự luyện tập và tìm ra cách hạ gục họ. Những tay kiếm vĩ đại nhất lúc bấy giờ ông đều đã kinh qua và đều tìm ra lối đánh khắc chế họ. Vậy nên dù trên thực tế Kojiro chưa từng hạ được bất kỳ danh sĩ nào, thì ai nấy đều biết ông đã vượt qua họ và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Trước làn sóng nghi ngại của khán giả, Kojiro chỉ nhẹ nhàng rút kiếm của mình ra và chạm nhẹ xuống mặt sàn đấu. Một làn sóng vọng ra khiến cho mặt nước đang gợn sóng cũng phải trở nên yên lặng. Đó là lúc mà các vị thần phải trố mắt và nhận ra rằng tay kiếm sĩ này không phải hạng xoàng. Trận chiến thứ 3 chính thức bắt đầu, cả hai đấu sĩ đều đứng im nhìn đối phương. Dù thân bất động, nhưng não Kojiro vẫn đang chạy hết công suất để tìm đối sách đối với Poseidon. Ngay cả cách để áp sát vị thần biển thôi cũng không tìm ra, huống hồ là ra đòn. Và thế là Kojiro bất ngờ thu kiếm, ngồi giữa sàn đấu, khiến cho cả khán đài lại xôn xao. Nếu là trước đây thì chắc Kojiro đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi về tu tập tiếp. Nhưng trận này thì làm sao mà rút được? Kojiro nói vậy, rồi vung kiếm về phía thần biển cả. Thần Poseidon né dễ dàng và định đánh trả. Nhưng kiếm pháp của Kojiro không hề đơn giản như vậy. Đây chính là chiêu thức đáo nhạn chứ danh của ông lúc sinh thời, sao chép chuyển động gấp khúc của con chim nhạn. Lưỡi kiếm bỗng hướng lên trên tạo đòn bất ngờ. Poseidon tuy kịp tránh nhưng cũng bay mất vài sợi tóc. Sau màn tông đơ bằng kiếm đó, Poseidon giảm bớt đi 2-3 phần khinh thường và chủ động thay đổi tư thế chiến đấu. Hít một hơi thật sâu, ngài mở đợt công kích bằng hàng loạt những cú đâm bằng đinh ba. Vốn đã phân tích Poseidon từ trước, kết hợp thêm kinh nghiệm sẵn có, lão kiếm sĩ đã có phương thức đối phó. Đó là kỹ năng đỉnh cao của Kojiro mang tên Thiên Hạ Vô Song. Không để lép vế, thần biển cả tăng tốc độ đột ngột, khiến Kojiro dù nhìn ra được nhưng vẫn không né được, để rồi bị cây đinh ba đâm trúng vào bụng trái. Poseidon lại tỏ vẻ ngạo nghễ, khinh thường đối thủ. Các vị thần bắt đầu hò hét cổ vũ, nhưng Poseidon lại lườm họ với rất nhiều sát khí. Thấy vậy, Kojiro liền bảo vị thần biển cả nên xem lại cách cư xử của mình với bạn bè. Poseidon liền kêu rằng thần không quan tâm và cần quái gì bạn bè. Kojiro bảo, ôi giời, sống như các vị thần mấy ông chán ấy. Cảm thấy bị sỉ nhục, Poseidon liền lao đến cùng với một cơn mưa đinh ba. Thậm chí nó còn hóa thành bão khi vị thần tung chiêu thần lôi giáng hải. Kojiro tránh được hết những đòn tấn công, ngỡ như ông đã vượt qua giới hạn của con người để chạm tới trình độ của thần linh. Tuy nhiên Poseidon không chỉ là một vị thần bình thường, thần luồn được vào điểm mù của Kojiro để tung đòn khiến ông chật vật, rồi tiếp tục spam đâm về phía ông. Mỗi lần Kojiro cố phản công, lưỡi kiếm gần chạm vào người thì Poseidon lại biến mất, và rồi thanh kiếm của Kojiro bị chém gãy. Với một kiếm sĩ một khi mất kiếm thì xem như là toang. Tuy nhiên đừng quên rằng mỗi đấu sĩ phe người đều sở hữu cho mình một thần khí.
Thanh kiếm của Kojiro cũng là một vũ khí sát thần, có công năng đặc biệt để giúp ông sử dụng lại kỹ thuật của đối thủ mạnh nhất mà mình từng chạm mặt. Valkyrie đồng hành cùng với Kojiro là Rhys, cô nàng sở hữu tận hai nhân cách. Và bây giờ cặp nhân cách trong cô sẽ tự hóa thân thành hai thanh kiếm, giúp cho Kojiro có thể tái hiện lại tuyệt kỹ của đối thủ truyền kiếp Musashi của mình. Oh wow, ghê quá. Poseidon liền đãi ông một bữa buffet đinh ba, đi kèm khuyến cáo chống đòn là toang. Tầm này đã có hai thanh thì việc đỡ đòn cũng bớt nguy nan hơn, không chỉ Musashi. Giờ đây Kojiro đã vận hết kho tàng kinh nghiệm của mình để chiến đấu, từ đó giành lại thế trận và gây ra không ít vết thương cho Poseidon. Sự kỳ vọng dành cho cao niên cứng này ngày một gia tăng. Nhưng ê, đối thủ là thần cơ mà. Lấy ít máu vuốt lên cho tóc vào nếp, tuốt lại vẻ đẹp trai. Poseidon bắt đầu vận sức nhiều hơn để giải quyết bằng được kẻ đối diện láo lếu. Kojiro dính đòn trong khi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, buộc ông phải lui xuống phòng thủ. Nhưng tốc độ của Poseidon là quá nhanh, Kojiro cứ như đang bị nhốt trong một nhà tù hình đinh ba. Dù có kịp nhìn ra đòn đánh thì cũng khó mà đỡ được đòn, chưa đừng nói đến phản công. Những lúc thế trận bế tắc như thế này, chỉ cần sức mạnh tình bạn là giải quyết được hết. Cảm được tinh thần mà các kiếm khách hàng đầu truyền xuống, Sasaki Kojiro trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc thức tỉnh, Kojiro đã mở khóa được cảnh giới tối cao của thiên hạ vô song, và bây giờ nó là vạn thủ vô song. Ông né được hết những đòn của thần biển và rút ngắn khoảng cách. Và khi đã đủ gần, Kojiro liền tung ra những chiêu kết liễu. Đầu tiên là ông xin nhẹ hai bàn tay, tiếp đến là hai đường xẻ chéo chia cơ thể của Poseidon thành bốn. Trong những cảm xúc khó nói lên lời của nhân loại, cuộc chiến thứ ba kết thúc. Chiến thắng thuộc về kiếm sĩ Sasaki Kojiro. Tỷ số hiện tại là 2-1. Lần đầu tiên con người xóa sổ một vị thần, khiến thần giới bớt hẳn sự ngạo nghễ. Tương tự như các đấu sĩ đã bại trận của loài người, thân xác của Poseidon cũng tan thành từng mảnh rồi bay đi. Giờ thì tình hình căng ngòi. Loki và Shiva tìm Zeus để xem bố già vũ trụ có toan tính gì không. Thần Zeus thì bên ngoài bình thản, nhưng bên trong thì đã công nhận sức mạnh của nhân loại. Từ giờ các vị thần sẽ nghiêm túc và một thần Hy Lạp sẽ xuất hiện, bởi họ muốn trả cả vốn lẫn lãi cho lũ nhân loại sau cái chết của Poseidon. Đấu trường cho trận chiến thứ tư là một thành phố của loài người, đó là London ở thế kỷ 19. Sở dĩ sàn đấu được thay đổi bởi nguyện vọng của đại diện bên nhân loại và đã được các vị thần phê duyệt. Kẻ đã yêu cầu được mô tả là độc ác nhất trong những kẻ độc ác, trái tim hắn ngập tràn trong bóng tối. Kẻ gieo rắc sự sợ hãi lên toàn bộ thành phố London. Nỗi ám ảnh của gái bán hoa, sát nhân khét tiếng nhất lịch sử nhân loại, Jack the Ripper.